Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Đoàn tàu ma, vũ khí này có gì đáng sợ mà Mỹ phải trả tiền để Liên Xô đừng có sử dụng? Để cẩn thận hơn, người Mỹ đã mang đến những thiết bị cắt siêu hiện đại, cũng như xây dựng một dây chuyền cắt tại Nga, nhằm tận mắt chứng kiến những đoàn tàu ma bị phá bỏ. Vũ khí hạt nhân di động được hình thành trên ý tưởng rằng một hệ thống hạt nhân cơ động có thể nhắm trúng mục tiêu bằng đòn tấn công phủ đầu và mang lại khả năng răn đe mạnh mẽ hơn. Nguyên tắc này đã khiến tàu hỏa với các toa hàng chở đầy tên lửa đạn đạo trở thành hình thức răn đe hạt nhân hiệu quả nhất. Trong chiến tranh lạnh, do các trở ngại về kỹ thuật truyền tin, các tin tình báo được chuyển từ Mỹ về Liên Xô phải mất tới cả tuần lễ, thậm chí là lâu hơn. Bên cạnh đó, khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào mọi vị trí trên lãnh thổ của đối phương khiến Mỹ và Liên Xô phải đổ tiền vào nghiên cứu thiết kế các đoàn tàu mang đầu đạn hạt nhân được ngụy trang như tàu hàng. Năm 1969, Liên Xô khởi động dự án bí mật mang tên gọi Tổ hợp Malodet, với đoàn tàu đầu tiên được hoàn thành vào những năm 1980 và đã 18 lần thử nghiệm di chuyển qua tất cả các vùng khí hậu, từ rừng taiga đến sa mạc. Khi chạy được 400.000 km, quá trình sản xuất hàng loạt được khởi động. Ngày 28 tháng 11 năm 1989, hệ thống tên lửa đường sắt chiến đấu Malodet bắt đầu hoạt động tại Liên Xô với 3 sư đoàn tên lửa. Mỗi sư đoàn có 4 đoàn tàu với tổng cộng 36 bệ phóng. Tên lửa RT-23 Molodet của đoàn tàu hạt nhân chứa 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn là 10.500 km, có khả năng phá hủy các thành phố lớn của Mỹ chỉ bằng một loạt bắn. Đặc biệt, điểm nguy hiểm của đoàn tàu là có thể bí mật và cơ động di chuyển tên lửa đến bất kỳ vị trí nào trên đường sắt với khả năng phóng và ẩn nấp. Ở Mỹ, nó gọi đó là tàu ma, bởi trong số hàng trăm các chuyến tàu chở hàng chạy trên đường sắt của Liên Xô, không ai có thể chỉ ra đâu là tàu Malodet, đâu là tàu hàng. Với việc Liên Xô vượt lên Mỹ trong cuộc đua vũ khí trả đũa độc đáo, Mỹ cũng cố gắng tạo ra một thứ gì đó tương tự mang tính hiện đại và không thể bị phát hiện. Đó là đào đường hầm dưới lòng đất phục vụ cho các đoàn tàu tên lửa. Tuy vậy, khi đi vào thực tế, dự án này hóa ra lại siêu tốn kém. Ngay cả đối với một siêu cường như Mỹ cũng không thể đạt được khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động như mong muốn. Dù thất bại, nhưng vào những năm 1990, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, cũng như theo quy định của Hiệp ước Star-II, Mỹ đã trả tiền để yêu cầu Nga phá hủy hoàn toàn đoàn tàu hạt nhân Molodet. Để cẩn thận hơn, người Mỹ đã mang đến những thiết bị cắt siêu hiện đại, cũng như xây dựng một dây chuyền cắt tại một nhà máy của Nga, nhằm tận mắt chứng kiến những đoàn tàu ma bị phá bỏ, chính thức chấm dứt sự hoạt động của dự án Malodet. Mặc dù dự án Malodet đã không còn, nhưng nó vẫn là tiền đề để Nga hồi sinh lại những đoàn tàu ma với tên gọi là Baguzin sau này.